Trường Giang và Linh Hương rất vui được gặp lại quý vị trên kênh truyền hình VTV Cáp 14 V Shopping. Hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục tư vấn cho quý vị một bộ sản phẩm mà liên quan rất lớn tới sức khỏe của chúng ta. Cái tên gọi thì có thể khá là quen rồi, nhưng mà cái cách thưởng thức thì sẽ hơi khác một chút xíu và nhiều khi sẽ có nhiều khách hàng sẽ thích hơn rất là nhiều. Nói tới tỏi đen thì chắc là chúng ta đều biết công dụng rất tuyệt vời của một loại nguyên liệu quý giá từ thiên nhiên này rồi phải không ạ? Thế nhưng mà trước đây thì chắc là nhiều quý vị sẽ ăn tỏi đen theo cái cách là nguyên một củ tỏi đen luôn phải không? Nhưng mà ngày hôm nay thì Linh Hương và Trường Giang muốn tư vấn mình sẽ vẫn sử dụng được tỏi đen nhưng mà là ở dạng nước. Chính xác. Thông thường ấy, mọi người sử dụng tỏi đen ở dạng bình thường ấy, chúng ta ăn trực tiếp ấy, thì sẽ có nhiều cái giới hạn, ví dụ như là trẻ em gia đình ăn này sẽ khó khăn hơn này vì chúng ta phải xẻ nhỏ ra, hoặc là người lớn ấy không thích nhai trực tiếp củ thì bây giờ chúng ta sử dụng nước thì rất là tốt đúng không ạ? Quý vị nhìn thấy trên tay của Trường Giang lúc này là gì không ạ? Chúng tôi lúc nào cũng vậy, luôn mong muốn mang đến cho quý vị những món quà, không chỉ là món quà về sức khỏe để cho quý vị có thể tăng cường sức khỏe dành cho những người thân yêu trong gia đình, mà chúng ta còn mong muốn là mang đến cho quý vị nhiều cơ hội hơn để sở hữu được nhiều sản phẩm hơn, chia đều những sản phẩm đấy dành cho những người thân yêu trong gia đình của chúng ta để sử dụng tốt hơn. Và đầu tiên, món quà ngày hôm nay của chúng tôi đó chính là món quà tặng mức giảm giá lên tới 200.000 đồng dành cho tất cả quý vị khi đặt hàng trong khung giờ này của chúng tôi. Và bộ sản phẩm ngày hôm nay của chúng tôi đến từ thương hiệu Black Garlic nước tỏi đen thì bao gồm có 2 hộp trong bộ sản phẩm chính, chúng ta sẽ có tổng cộng là 60 gói nước tỏi đen để có thể sử dụng được lâu dài hơn. Và kèm theo đó thì quà tặng của chúng ta vẫn còn rất là nhiều, là chúng ta sẽ được tặng thêm một gói kẹo hồng sâm để chúng ta có thể thưởng thức thêm cái hương vị hồng sâm ở trong gia đình của chúng ta này. Nước tỏi đen thì đã tốt rồi, bây giờ có thêm một kẹo hồng sâm nữa, mức giá thì lại quá tuyệt vời, 690.000 đồng. Và quý vị còn nhớ số điện thoại tổng đài quen thuộc của chúng tôi không ạ? 1900 4780. Và tổng đài của chúng tôi vẫn đang mở bắt đầu từ giờ phút này để có thể đón nhận những cuộc gọi đặt hàng của quý vị. Chúng tôi giao hàng 63 tỉnh thành trên toàn quốc, gọi điện ngay quý vị nhé. Quay trở lại với bộ sản phẩm là nước tỏi đen ngày hôm nay, mình chỉ cần nhớ là như thế này ạ. Tỏi đen thì có rất nhiều công dụng vào cơ thể của chúng ta. Nếu như mà chúng ta hay đọc các cái thông tin từ các trang báo sức khỏe, ví dụ như là báo Sức Khỏe Đời Sống hay thậm chí là những cái trang hay nói về sức khỏe ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc tăng cường hệ miễn dịch này, đảm bảo cho cái sức đề kháng của chúng ta lúc nào nó cũng dồi dào trong cơ thể, để có thể ngăn ngừa các cái loại virus vào cơ thể, thì chúng ta nên sử dụng tỏi mỗi ngày. Tính ra tỏi bình thường của chúng ta đã tốt rồi đúng không ạ? Tỏi tươi đã tốt rồi, tỏi đen đã tốt hơn nữa. Thế nhưng mà lý do vì sao mà tỏi đen lại tốt hơn thì quý vị có thể nhìn thấy ở trên bảng của chúng ta lúc này, là chúng tôi đã có những cái thành phần chính có trong tỏi đen chọn ở bên trong nước tỏi đen Black Garlic. Thì quý vị nhìn thấy không ạ? Thành phần ở bên trong của nước tỏi đen Black Garlic như thế này, chúng ta có tỏi đen 85%, các thành phần khác toàn là các thành phần thảo dược như là rễ sắn dây này, ngải cứu, cát cánh, linh chi, địa hoàng, chiết xuất táo đỏ, chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi, và ngoài ra chúng ta có thêm một số thành phần khác. Thì từng này những cái thành phần thảo dược ở trong đây thì quý vị nhìn thấy không ạ? Thành phần tỏi đen lên tới 85%, các loại thảo dược, thảo mộc khác hòa quyện vào phía bên trong, chúng ta sẽ có một loại nước uống vô cùng tinh khiết này, vô cùng thanh mát, và chưa kể đó thanh lọc ngay cơ thể của chúng ta ngay khi mà chúng ta bước chân vào cửa nhà. Ai mà muốn dễ uống ấy thì chúng ta bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh, còn nếu như mà cảm thấy mà tươi mát hơn tí nữa mình cho thêm một xíu đá nữa thôi là dễ dàng sử dụng đúng không? Đúng thế rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị ạ, không biết bên trong cái túi nước tỏi đen Black Garlic ấy trông ra như thế nào thì bây giờ Linh Hương sẽ cùng chia sẻ cùng với quý vị ngay sau đây quý vị nhé. Nhìn cái tay Hương cầm này, quý vị thấy cái gói này nó rất là gọn đúng không ạ? Cái gói này thì Hương đã cắt một góc rồi, để sau đây Hương sẽ đổ ra cho quý vị xem. Đây, mình nhìn thật kỹ nhá. Black Garlic này, cờ Hàn Quốc này, rồi chứng nhận GMP HACCP, nói chung đầy đủ hết những cái chứng nhận cơ bản quan trọng để có thể đưa sản phẩm này tới tay người tiêu dùng của Hàn Quốc và thậm chí là về đến Việt Nam của chúng ta. Thì với một cái gói như thế này mình mang theo nó rất là tiện, bỏ trong túi sách làm việc này, hoặc là thậm chí là cứ cần một cái là mình xé ra mình uống luôn. Nhưng bởi vì như Trường Giang đã nói đấy, không biết ở bên trong nó như thế nào với những ai chưa dùng bao giờ, Hương xin phép phải để cái ly ở đây, Hương đổ ra cho quý vị nhìn nhá, xem cái màu nước ở bên trong nó sẽ thế nào ạ. Đây, Black Garlic này, Hàn Quốc này, nó sẽ khác gì ạ? Tại vì quý vị biết không, khi mà mình sử dụng ấy, mình sẽ thấy, để Hương đổ hết xong Hương sẽ nâng cái ly này lên cho quý vị xem cho nó rõ nhá. Thì chúng ta biết rằng là tỏi được lựa chọn ở Hàn Quốc, nó cũng lựa chọn kỹ càng như sâm vậy đó. Đây, mọi người nhìn xem ạ. Đây chính là cái phần nước ở bên trong một cái túi nước tỏi đen như thế này đây ạ. Đó, mọi người nhìn rõ cái màu không? Tỏi đen mà thì đương nhiên nó phải là màu đen rồi. Nhìn xa có khi mình tưởng một ly cà phê đen không đường phải không nào? Nhưng mà đẹp mắt đấy chứ, đẹp, rất là đẹp mắt luôn. Rất là đẹp, và cái mùi nó thế nào đây?
Thực ra quý vị biết không, quý vị đã ăn tỏi đen rồi, ăn cái củ tỏi đen ấy thì mùi nó y chang như vậy à. Nó không khác gì đâu, nhưng nó khác một cái là mình uống vào nó dễ hơn nhiều và nó thẩm thấu vào cơ thể chúng ta nhanh, cứu nước là thẩm thấu vào cơ thể cực kỳ nhanh. Đúng, chính xác đấy ạ. Bởi vì là thông thường ấy, những cái loại mà sản phẩm mà chưa được chế biến thành dạng nước ấy, chúng ta cần phải nhai này, chúng ta cần phải tiêu hóa, nhưng mà dạng nước là thẩm thấu dễ nhất đúng không? Uống vào cái là cảm nhận được ngay cái mùi vị rồi. Đầu tiên là mùi vị thì nó như thế nào nhỉ? Nó có mùi tỏi nhưng mà rất là nhẹ. Nó không phải là cái mùi tỏi hăng nồng lên như là mình ăn một cái lát tỏi tươi xong rồi cho vào tô phở, tô bún đâu quý vị ơi, không phải nhá. Rất là nhẹ nhàng, có mùi tỏi nhưng mà rất nhẹ và nó hòa quyện với nhiều những cái hợp chất khác nữa để chúng ta có được một cái vị ngọt. Mà có thể thấy rằng là thay vì mình phải nhai giống như Trường Giang nói, hoặc là nói thật nhá, lắm lúc ấy Hương ăn cái củ tỏi đen ấy Giang, tôi cũng hay bị ngại là bởi vì nhiều bị dính răng đấy. Đúng rồi đấy, nên bây giờ nhai xong mà cười nói chuyện với quý vị như này mà không để ý một cái thôi là cũng hơi bất tiện một tí. Thế uống cái nước này thì mình đâu cần đâu ạ, cứ vừa nói vừa uống không sao hết ạ, không phải quan trọng cái chuyện đấy nữa. Mặc dù ăn tỏi đen cũng ngon, cũng thích, nhưng uống nước này thôi lại còn thích hơn cơ. Gọi ngay cho chúng tôi quý vị nhé, số tổng đài vẫn quen thuộc 1900 4780, và chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí tận nhà cho quý vị trên 63 tỉnh thành. Dù quý vị ở bất kỳ nơi đâu cũng không cần phải quá lo lắng về việc đường xá xa xôi, nắng mưa thất thường hay là các điều kiện thời tiết khác. Chúng tôi ra hàng tận nhà quý vị, mở ra kiểm tra đầy đủ hàng, sau đó ký nhận hàng, vậy là hàng đã đến tay quý vị rồi. Và hãy nhớ mức giá của bộ sản phẩm này là 690.000 đồng, hai hộp sản phẩm chính, một gói kẹo hồng sâm làm quà tặng, và ngày hôm nay quà tặng dành cho quý vị rất nhiều luôn. Hãy gọi ngay, các tổng đài viên của chúng tôi đang chờ đợi tất cả quý vị. Nước tỏi đen Black Garlic là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, được sản xuất trên công nghệ hiện đại. Nguồn nguyên liệu tỏi được trồng và thu hoạch theo tiêu chuẩn an toàn của Hàn Quốc. Tỏi tươi sau khi lựa chọn được cho qua quá trình chế biến lên men chậm, dưới sự quản lý chặt chẽ về độ ẩm và nhiệt độ sẽ thành tỏi đen. Có thể như một loại siêu tỏi mang đến đầy đủ những công dụng tốt nhất của tỏi tươi nhưng được nhân lên gấp nhiều lần. Củ tỏi đen tiếp tục được chế biến thành nước tinh chất tỏi đen, mang lại sự tiện lợi cho người dùng, đồng thời cơ thể hấp thụ tỏi đen ở dạng nước cũng dễ dàng và hiệu quả hơn. Theo báo Tuổi Trẻ, tỏi đen chứa nhiều thành phần dinh dưỡng gấp 10 lần tỏi thường. Sản phẩm nước tỏi đen Black Garlic ngoài chiết xuất tỏi đen 85%, còn có các thành phần thảo dược khác như rễ sắn dây, ngải cứu, cát cánh, linh chi, địa hoàng, chiết xuất táo đỏ, chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi và một số thành phần khác. Sản phẩm nước tỏi đen Hàn Quốc Black Garlic hiện được sử dụng rộng rãi tại Hàn Quốc. Trong đó, Việt Nam cũng là một trong những thị trường bắt đầu tiêu thụ sản phẩm này nhiều hơn trong thời gian gần đây. Những công dụng của tỏi đen Hàn Quốc đối với sức khỏe đã được chứng minh bởi các nhà nghiên cứu hàng đầu cũng như thực tế người tiêu dùng. Hãy nhanh tay gọi đến tổng đài để được tư vấn hỗ trợ, số tổng đài quen thuộc 1900 4780. Trong khung giờ này, quý vị mua sắm sẽ được giảm trực tiếp 200.000 đồng. Quý vị chỉ cần trả 690.000 đồng sẽ có ngay 2 hộp 60 gói nước tỏi đen Black Garlic. Ngoài ra, quý vị còn được tặng một gói kẹo sâm 200g. Sản phẩm chính và quà tặng đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Nếu đã biết là tỏi đen rất tốt thì chúng ta sẽ có một cách thưởng thức, không phải là ăn củ tỏi đen, cũng không cần phải mất công làm tỏi đen mà mình sẽ mua nước tỏi đen về uống. Thời gian đã trôi qua một nửa rồi ạ, cứ tranh thủ gọi điện và tiếp tục nghe Linh Hương và Trường Giang chia sẻ cũng như tư vấn cho quý vị nhé. Thế thì bây giờ mình cùng nhau tìm hiểu xem là tại sao tỏi đen lại tốt và mình sử dụng những cái chế phẩm từ tỏi đen nó lại có công dụng tốt cho sức khỏe và nói chung là bồi bổ cơ thể. Và những cái thông tin này thì các cái báo Đời Sống Sức Khỏe liên quan tới sức khỏe đều nói rất là nhiều, chúng ta có thể tham khảo ạ. Và với nước tỏi đen Black Garlic ngày hôm nay thì thành phần trong đó chắc chắn đầu tiên phải có tỏi đen rồi ạ, lên tới là 85% luôn. Ngoài ra mình sẽ thấy còn rất nhiều các thành phần thảo dược khác, ví dụ như là rễ sắn dây cũng quen này, ngải cứu cũng quá quen đúng không ạ, cát cánh, linh chi, địa hoàng, chiết xuất táo đỏ, hồng sâm 6 năm tuổi và rất nhiều thành phần khác nữa, nhưng đây là những cái thành phần chính tạo nên cái hương vị rất là dễ uống cho nước tỏi đen của chúng ta. Thì đây, trên tay Trường Giang lúc này đang là một cái gói nước tỏi đen Black Garlic, thì quý vị nhìn thấy đúng không ạ? Là đây, chúng mình sẽ có một cái gói tỏi như thế này, nước tỏi như thế này. Đây, thương hiệu Black Garlic, quý vị nhìn thấy giúp Trường Giang nhé. Bên trên thì có cả quốc kỳ Hàn Quốc này, rồi những giấy chứng nhận, rồi kèm theo đó là ở phía mặt sau này thì mình cũng có những cái thông tin liên quan đến sản phẩm, rồi bảng là thành phần này, rồi chưa kể đó là giá trị năng lượng, rồi tất cả những thông tin liên quan đến sản phẩm. Ai mà dành về thông tin sản phẩm thì chắc chắn là mình sẽ biết. Còn sử dụng ấy thì rất là đơn giản. Một điều mà chúng ta rất là thích khi mà mình đóng gói dạng nước ở dạng gói như thế này là, một là mình cắt ra, mình đổ ra ly, mình uống nhìn nó sạch sẽ đẹp đẽ. Hoặc nếu như mình đang vội này, mình đang đi làm này, mình đang đi du lịch thì mình chỉ cần cắt góc, uống trực tiếp là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh luôn. Uống xong là mình bỏ vào thùng rác là sạch sẽ luôn. Bây giờ Trường Giang xin phép quý vị là mình thử một ít phút nhá.
Đấy, bây giờ uống xong thấy thích hơn không? Không, thích thật đấy. Thật sự là rất là thích quý vị, tại vì là ví dụ như là Trường Giang và Linh Hương đang nói đây, đang chia sẻ với quý vị rất là nhiều, cổ họng mình cảm thấy nó hơi khô một chút xíu. Bình thường ấy mình sẽ đi uống nước lọc, mình sẽ đi uống nước trái cây, mình sẽ tìm nước ngọt có ga. Nhưng mà khi mà có nước tỏi đen Black Garlic này rồi ấy, uống vào thì cái vị nó đúng là nước tỏi đen. Là vì sao? Mình ngửi thấy cái hương vị tỏi đen rất là thơm, rất là nhẹ nhàng, nó quyện vào cùng với lại những cái hương vị của những thảo dược đông y khác. Mà chưa kể đó là khi mà mình uống cái này vào thì mình không cảm thấy nó bị đắng gắt này. Đúng rồi, nó cũng không bị nồng mùi tỏi, nó ngọt nhẹ 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 mà nó thanh mát. Nói chung là dễ chịu, không biết tả như thế nào để cho quý vị có thể hiểu, nhưng đại khái là hiện tại Trường Giang đang cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái với loại nước này. Và đây là một điều mà Trường Giang chắc chắn rằng nếu trong gia đình của chúng ta có ai mà sợ mùi tỏi thì đảm bảo sẽ thích sản phẩm này. Tỏi đen là sản phẩm phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với những công dụng tuyệt vời, tỏi đen hỗ trợ bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, do hương vị đặc trưng của giống tỏi là cay và hăng nên nhiều khách hàng không quen khi sử dụng. Nắm bắt xu hướng đó, tỏi đen Hàn Quốc đã cho ra đời sản phẩm dưới dạng nước giúp khách hàng cảm thấy ngon miệng và thuận tiện khi sử dụng. Đặc biệt, dạng nước giúp cơ thể nhanh chóng hấp thụ các chất dinh dưỡng có trong thành phần của tỏi đen. Mặc dù khác biệt về hình thức của sản phẩm, nhưng nước tỏi đen Hàn Quốc vẫn giữ được nguyên vẹn công dụng của tỏi đen thông thường. Nước tỏi đen Black Garlic được làm từ nguyên liệu tỏi đen Hàn Quốc. Giống tỏi dùng để làm tỏi đen được trồng, thu hoạch và chế biến tại đất nước Hàn Quốc, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho nguyên liệu. Tỏi tươi sau khi lựa chọn cẩn thận sẽ được lên men với công nghệ kỹ thuật hiện đại dưới điều kiện chính xác về nhiệt độ và độ ẩm. Sau khi lên men, sản phẩm trải qua giai đoạn kiểm tra chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia nhằm đánh giá chất lượng và công dụng của tỏi đen. Củ tỏi đen đạt tiêu chuẩn mới tiếp tục được chế biến thành nước tinh chất, mang lại hương vị thơm, dễ uống, phù hợp với người sử dụng. Ngoài ra, với các thành phần thảo dược khác, nước tỏi đen Black Garlic hỗ trợ bồi bổ cơ thể và là món quà quý giá cho người thân và bạn bè. Hãy nhanh tay gọi đến số tổng đài để chúng tôi tư vấn nhé, 1900 4780. Trong khung giờ này, quý vị mua sắm sẽ được giảm trực tiếp 200.000 đồng. Chỉ cần phải chi trả 690.000 đồng, quý vị sẽ có được 2 hộp gồm 60 gói nước tỏi đen Black Garlic. Ngoài ra, sẽ còn tặng thêm một gói kẹo sâm 200g cho quý vị. Sản phẩm chính và quà tặng đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Ngày hôm nay, quà tặng về cho quý vị đây ạ. Bộ 2 sản phẩm này của chúng tôi, một bộ này 60 gói, 2 hộp này nha quý vị, chỉ có mức giá là 690.000 đồng thôi. Đã được giảm 200.000 đồng so với mức giá của nhà cung cấp rồi, mà chưa kể đó quý vị còn được tặng thêm một gói kẹo hồng sâm nặng 200g. Và quý vị nhanh tay gọi điện chúng tôi theo số tổng đài quen thuộc phải không ạ? 1900 4780. Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí trên 63 tỉnh thành và quý vị nhớ rằng miễn phí giao hàng dành cho quý vị nhé. Shopping.